người đến với lại căn bếp của Trâm ngày hôm nay. À không, thật ra này căn bếp của mẹ Trâm mười thôi. Thì ngày hôm nay Trâm sẽ làm món sườn nướng theo kiểu cơm tấm ở Việt Nam vậy đó. Tại vì cái lý do là Trâm đang rất là thèm ăn cơm tấm, nhưng mà bây giờ đang dịch cho nên là đi ra ngoài mua thì nó cũng không có thuận tiện, và mua ở ngoài mình cũng cảm thấy không có an toàn, cho nên là mình sẽ làm ở nhà. Bây giờ thì Trâm bắt đầu sơ chế tỏi nè, với lại hành sẽ băm nhỏ. Đây là một trong những cái gia vị rất là cần thiết, quan trọng cho cái việc ướp sườn. Và bây giờ thì đến khâu mình sẽ dằn sườn cho nó mềm. Nhà mình thì được cái rất là kỹ cho nên là sườn hầu như được lọc hết mỡ ra rồi. Thế nên là ăn uống ngon theo kiểu cũng giữ gìn sức khỏe, kiểu kiểu vậy đó. Ngoài trời đang mưa nữa chứ, khung cảnh rất là lãng mạn, vừa nấu ăn vừa nghe tiếng mưa, ngắm mưa rơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nước ướp nha. Thì đầu tiên là mình sẽ bỏ hết những cái mà nãy giờ mình đã chuẩn bị vào. Trâm thì có được một cái là khi mà mình đi ăn ở bên ngoài á, mình có thể mình cảm được ở bên trong đó nó sẽ có những cái vị gì. Và về mình sẽ làm dựa trên những cái mà mình cho rằng nó sẽ có. Cho nên là cũng không biết cái kết quả ngày hôm nay nó như thế nào nữa, nhưng mà hy vọng nó cũng thành công. Tại vì Trâm cũng đã thử nhiều món khác rồi chứ không có riêng cái món này. Rồi sau khi cho cái này vào, mình sẽ cho một muỗng nước tương. Và mình sẽ bỏ thêm sữa đặc vào nha mấy bạn. Mình bỏ hơi nhiều xíu tại mình thích ăn nó có cái vị nó ngọt ngọt, nó thanh thanh. Sau đó là đến dầu hào. Dầu hào thì mình sẽ cho 2 muỗng, thì coi như rớt miếng đó là 1 muỗng, thì đó là muỗng thứ 2. Rồi một ít nước mắm. Bây giờ mình bắt đầu bỏ những cái miếng sườn này vào nước ướp để cho nó thấm. Sau khi mình ướp xong rồi thì mình sẽ ráp cái này lại để bỏ vào trong ngăn đông. Tại vì cái thời gian ướp của mình là phải đến 1 đến 2 tiếng, nếu gấp quá thì có thể 1 tiếng, nhưng mà bình thường thì nên 2 tiếng để cho sườn nó thấm. Thì bỏ vào ngăn đông vậy nó sẽ giúp cho cái thịt của mình nó tươi hơn, nè, nó được giữ cái độ tươi. Rồi, ok. Thường thường khi nấu cơm thì Trâm hay giữ lại nước vo gạo, tại vì nước vo gạo nó rất là tốt cho cây. Trâm hay dùng để tưới những cái cây ở trong nhà. Hồi nãy khi mà Trâm vo cái gạo này chắc là mọi người sẽ rất là thắc mắc là ủa sao nấu cơm tấm mà lại xài gạo thường giống như nấu cơm vậy đó. Thì như mọi người cũng biết á, Mỹ đang đứng đầu về cái số lượng người bị nhiễm corona, cho nên cái việc mà đi chợ ở đây bây giờ nó rất là, phải nói là nó rất là nguy hiểm, nó rất là khó khăn. Cho nên là thôi thì Trâm làm giả chiến, có gì mình ăn đó thôi. Hôm nay có thể nói rằng là hôm nay là ngày của rất là nhiều những cái lần đầu tiên. Ngoài những cái lần đầu tiên hồi nãy Trâm có kể thì con sẽ ra con. Thì đây cũng là lần đầu tiên Trâm sử dụng cái lò nướng. Cái này gọi là nồi chiên không dầu để mà thực hiện cái món sườn nướng này. Thì không biết là cái kết quả nó có được ngon giống như khi mà mình nướng trực tiếp trên lửa của than hay không. Thì thôi mình cứ chờ nha. Và thêm cái nữa, cái lý do mà Trâm đem cái lò này xuống đây là vì hai bạn này rất là đang rất là hào hứng đợi cái kết quả của cái miếng sườn này là một. Cái thứ hai nữa là hai bạn đang háo hức để được phụ mẹ làm cái món sườn này. Và nãy giờ là đang nói rằng là mẹ để cho tụi con canh cái sườn cho. Không chưa cho bố mẹ.
xích ra xa thêm chút xíu nữa bé. Không được sờ vô tại vì nó nóng. Ừ, đúng rồi. Rồi mình có được nằm gần không? Ta-da, mọi người thấy đây là thành phẩm mà khi mà Trâm sử dụng cái lò chiên không dầu thì nó cũng ra được cái miếng sườn tương đối gọi là tương đối đẹp đi. Rồi bây giờ Trâm sẽ cắt ra để biết coi là sau cái đẹp thì nó có được ngon hay không nha. Nóng quá, bây giờ mẹ quay quay cái nhà không, mẹ sẽ cắt ra cho nó nhỏ. Đây, cho bé một miếng. Đây, của anh Hai đâu rồi? Rồi bây giờ mẹ cũng để đây, bé đút anh Hai thử mẹ coi coi. Xong rồi hai đứa cho mẹ biết coi là có ngon không nha. Ngon. Ấy rồi. Thì ngoài cái việc nấu ăn là sở thích thì nó còn là cách mà để giúp gắn kết tất cả những cái thành viên trong nhà lại với nhau. Bây giờ thì đến giờ ăn trưa của mọi người rồi, cho nên là nếu như mà đợt sau Trâm có làm thêm một món gì nữa, Trâm thử quay lại cho mọi người nha để cùng chia sẻ với nhau. Bây giờ thì... bye bye, mặt gì vậy đâu vậy?